Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin S News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Sau một thời gian khi phải nhận về nhiều chỉ trích tiêu cực từ anti-fan, mới đây KICM đã lên tiếng và nói rằng hiện tại anh đang rất nương tay và sẽ chuẩn bị cho một người lên sóng. Vào tối ngày hôm qua 15 tháng 5, trong khi KICM đang livestream trên mạng xã hội, thì anh đã lên tiếng bức xúc về việc các anti-fan xúc phạm mẹ nuôi kiêm quản lý của mình. Kể từ khi đăng tải hình ảnh mẹ nuôi của mình bị ốm trên giường bệnh, kèm dòng trạng thái không mong gì hơn là mẹ khỏe mạnh lên story Instagram thì đã nhận về rất nhiều những lời lẽ chỉ trích, xúc phạm không hay của một bộ phận anti-fan. Điều này đã làm KICM bực mình và nói rằng hiện tại đang rất là nương tay đó, nhưng mà đừng làm quá mọi thứ thì không bỏ qua đâu và mọi người chuẩn bị thấy là sẽ có một người lên sóng. Anh cho biết, trong khoảng thời gian qua, KICM và công ty ICM đã im lặng nhưng không có nghĩa là không làm gì và mọi người cứ chờ đi, sẽ xử lý và cho công khai một số người. KICM cũng thông báo rằng công ty đang âm thầm tập hợp những chứng cứ để giải quyết. Còn đối với những bạn fan quá nhỏ không biết gì thì sẽ không trách móc. Trước những phản ứng gay gắt của KICM, rất nhiều cư dân mạng đã quan tâm chú ý và bình luận rằng dù ghét dù yêu gì thì mọi người cũng không nên chửi bới, nguyền rủa người ta, nghiệp từ khẩu mà ra. Nếu ghét thì không quan tâm, không để ý thế thôi, hơi đâu lại đi làm người khác đau khổ tổn thương làm gì, mình có được cái gì đâu. Lại là KICM và những câu chuyện muôn thuở, nhăn nhản trên mặt báo, thấy hoài cũng chán, toàn tin gì đâu. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày.